Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một số cách sử dụng cơ bản của máy photo. Thì trước màn hình như các bạn thấy á, ở dòng chữ này á là photo. Đó, các bạn bấm vô là nó sẽ ra cái màn hình chính. Còn bên này là máy scan, bên này là máy in. Thì cái máy photo mình đang sử dụng á là vừa in vừa scan vừa copy được luôn. Rồi bây giờ các bạn, mình hướng dẫn cho các bạn trước cách photo nha. Đây, bây giờ mình có một văn bản một mặt như thế này. Thì trên màn hình photo á, các bạn thấy ở đây là photo nè ha, copy photo. Thì bây giờ nó đang hiển thị mặc định là ô này là ô tự động chọn giấy luôn, mình không phải chọn gì hết. Full size là coi như là bản gốc như thế nào thì ra như thế đó. Bây giờ các bạn bấm nút bắt đầu ở đây nha. Cứ bỏ vài giấy vô khay như thế này. Sau đó mình bấm nút bắt đầu. Đây, mình bấm nút bắt đầu nha. À, tự động nó sẽ ra một bản như thế này. Rồi, đó là trường hợp mà mình phô chỉ có một mặt. Nếu như các bạn muốn phô hai mặt thì mình chọn ở cái mặt đây, True Size, phần này nha mọi người. Nếu mà mọi người không rõ cái từ tiếng Anh đó, thì chỉ cần hình nhìn cái hình là cũng có thể hiểu được đó. Hai mũi tên, hai có nghĩa là hai mặt quay thành hai mặt. Đây, đây là một văn bản hai mặt. Được, rồi các bạn cũng bấm nút bắt đầu luôn. Mọi người chờ một xíu nó sẽ ra. Đây là hai mặt, khô hai mặt đây. Rồi khi mà mọi người khi mà các bạn cần phô ở những cái định dạng, ví dụ như là các bạn muốn phô từ A4 sang A3 thì mình lựa chọn ở bên chỗ hàng size á, kích thước mình lựa chọn A4 sang A3 đây. Nếu các bạn muốn nó to hơn thì mình sau đó mình cũng bấm nút bắt đầu nha, là nó cũng ra hai mặt luôn. Hai mặt của A3 luôn. Rất là đơn giản. Mình chỉ cần bấm nút thôi là mình đã có ngay khổ A3 luôn. Rồi, ngoài ra thì mình hay sử dụng nhất á, là chức năng hai mặt qua hai mặt hoặc là chức năng tự động. Còn các bạn mà muốn từ một mặt thành hai mặt để tiết kiệm giấy á, mình phô để mình lưu hồ sơ thôi á, thì mọi người bấm chọn nút một mặt qua hai mặt nha. Lúc này đây, bây giờ mình bấm thử một mặt qua hai mặt cho mọi người xem nhé. Mình sẽ lấy cái giấy một mặt. Đây, cái này chỉ có một mặt thôi. Bây giờ mình sẽ bấm phô thành hai mặt. Mọi người xem nha. À, bị dính giấy rồi mọi người. Bị dính giấy rồi. Đây, sẵn đây thì mình cũng hướng dẫn mọi người cách xử lý lỗi khi bị dính giấy luôn. Đó, mọi người thấy không? Nó báo hiệu là đang bị lỗi ở ngay chỗ ký tự màu đỏ này. Đó, rồi nó cũng có cái phần hướng dẫn cho mình luôn. Nó nói mình mở nắp cái máy ra, sau đó mình rút tờ giấy ra là được. Thì các bạn chỉ cần mở nắp ở đây, rồi mình gửi cái giấy ra. Đây, nó bị kẹt giấy. Đẩy xuống. Rồi, khi mà người đẩy thì nó hiện về màn hình ban đầu thì là được rồi đó. Các bạn bấm chọn lại chế độ là một mặt sang hai mặt nha. Đây,
mình có hai tờ giấy một mặt, rồi bây giờ mình sẽ bấm cho nó thành một tờ, một mặt thành hai mặt. Các bạn nhớ bấm nút bắt đầu nha. Rồi, máy đã báo là khô xong. Đây các bạn xem, một mặt thành hai mặt, rất là tiện luôn. Đối với các hồ sơ khổ A3 và các bạn muốn photo để lưu về khổ A4 cho nó tiện á, mà hồ sơ này lại là khổ hai mặt, khổ A3 hai mặt, thì mình phô ở trên mặt này rất là khó bằng cách hai mặt luôn. Vì vậy chúng ta phải sử dụng cái mặt gương ở phía dưới. Thì các bạn dỡ cái cánh này lên, sau đó mình để vô trong cái mặt gương này. Khổ A3 mình để vừa vặn như thế này. Rồi sau đó các bạn đóng nắp xuống. Rồi bây giờ bắt đầu mình lựa chọn, là mình sẽ lựa chọn đầu tiên là mình sẽ lựa chọn về từ A3 mình phô về A4. Đây, A3 về A4. Sau đó là mình lựa chọn hai mặt qua hai mặt. Rồi các bạn bấm nút photo. Rồi, chờ nó phô. Thì tất cả các nút này á, mọi máy photo nó đều giống nhau về cơ bản. Nó chỉ khác một tí xíu thôi. Ví dụ một thành sang hai, hai mặt sang hai mặt, hay là khổ A3, A4, thì các bạn chỉ cần để ý một tí xíu là máy này mình cũng có thể sử dụng được. Sau khi mình bấm thì mình bấm thêm một lần nữa nha các bạn, thì nó mới ra. Đây ạ. Mình có thể lưu với cái khổ A3 rất là tiện, khổ A4 rất là tiện luôn. Và bây giờ mình lấy ra. Nếu các bạn cần photo những hồ sơ giấy tờ mà mực nó hơi mờ, ví dụ như là hóa đơn nè, phiếu giao hàng, thì các bạn có thể bấm chọn nút tăng mực ở đây. Mình bấm chọn nút tối đa luôn để cho cái giấy mình phô ra cho nó rõ. Rồi sau đó các bạn bỏ vô, các bạn bấm photo bình thường như mình đã hướng dẫn. Nãy giờ thì mình đã hướng dẫn các bạn một số chức năng cơ bản mà mình hay sử dụng trên văn phòng. Và mình mong là nó sẽ giúp ích cho các bạn khi các bạn mới vô làm hoặc là được thực tập. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Chúc các bạn thành công.